Hello, xin chào các bạn nhé. Hôm nay mình sẽ làm một cái video về cách nhổ lông vịt này bằng lá đu đủ này các bạn này. Đây, lá đu đủ này thì mình cũng mới đi xin của một nhà hàng xóm đấy các bạn này. Cái lá đu đủ này thì rất là dễ kiếm. Thực sự ra thì hầu như bất cứ nơi nào, bất cứ chỗ nào đều có cái lá đu đủ này. Đấy. Hôm trước tại vì mình có xem một cái hướng dẫn về cái cách nhổ lông vịt bằng lá đu đủ này, mình thấy rất là hay. Thì hôm nay mình sẽ làm thử cho các bạn xem có đúng hiệu quả như vậy không các bạn nhé. Bây giờ thì mình sẽ cho cái lá đu đủ này vào trong cái nồi này. Đây, mình đã chuẩn bị một cái nồi ấm nước đấy các bạn ơi. Cái ấm nước này. Đó. Mình thấy rằng là người ta vò đấy các bạn ơi. Bẻ ra. Đó. Vặt cái lá đu đủ này. Đó, chúng ta vò sơ sơ đi. Đó, nhưng mà bạn nào mà không chịu đựng được cái mủ quả cao su quả cái lá đu đủ này ấy, thì chúng ta đừng có nên ấy nha, đừng có nên vò nha. Còn mình thì đối với mình cái nhựa đu đủ này thì này không vấn đề gì. Đó, chúng ta có thể vò sơ sơ đây. Mình cũng không hiểu tại sao mà cái trong cái lá đu đủ này lại có thể làm nước vịt một cách nhanh như vậy, nhưng mà mình nghĩ chắc rằng là do là cái nhựa này các bạn này, cái nhựa của cái lá đu đủ này nó tiết ra cái chất gì đó sẽ làm cho cái lông vịt nó dễ nhổ. Đấy, mình nghĩ là như vậy, nhưng hôm nay mình sẽ thử xem có phải như vậy nha. Rồi mình cho vào đây rồi mình mang về mình nấu này, mình cho bếp mình nấu. Đấy, các bạn hãy chờ đợi mình xem làm xem có công hiệu không. Nếu mà công hiệu thì các bạn hãy làm theo cách này rất đơn giản luôn. Rồi, nước sôi đây các bạn ơi. Rồi bây giờ mình sẽ nấu cho nó ấy nha, cho nó cái mủ nó tiết ra nha. Đó. Chúng ta sẽ nấu trong chừng khoảng 5 phút đi các bạn nha, để cái mủ ở trong cái lá đu đủ này nó tiết ra đó. Chúng ta làm nó mới nhanh được. Đây, và để mình ngâm trong nước này, nước lạnh để cho cái nước này nó ngấm đều vào cái lông vịt này. Đó, mình làm như vậy để khi mình rộ nước mà nó không có bị ấy các bạn ạ. Nó không bị cái chóc da. Chứ còn nếu mà chúng ta cho nước sôi về trực tiếp mà chúng ta không nhúng vào nước lạnh là rất dễ bị chóc da. Tại vì con vịt này nó cũng phải là con vịt già đó các bạn. Đấy, con vịt này không phải là vịt già cho lắm. Đấy, nó vẫn còn những đông tơ trong này. Và bây giờ mình sẽ đổ nước vào nhá. Cái nước nó vàng khè, nước bò húc các bạn ơi. Giờ mình úp vung lại nhé, để cho nó giữ nhiệt nhé, để cho giữ nhiệt trong mình nhổ lông nó mới dễ các bạn. Và bây giờ mình mở vung ra nhá, mình chở con vịt nữa nha, mình đảo đi. Hôm nay mình mua một con vịt không phải là già lắm các bạn ơi, mình cố tình mua một con vịt không phải già để mình thử xem là cái thực sự cái lá đu đủ là nó có cái tác dụng thực sự như mà mình đã từng xem không nhá. Ôi các bạn ơi, thực sự là dễ nhổ này. Mình mới bẻo mà nó đi này. Đó, rất mềm các bạn này. Mày thì nhờ. Ồ, mềm lắm các bạn. Ô, tuyệt vời luôn, hay cực luôn các bạn ơi. Rồi mình nhúng cho nó đều đã. Tại vì sao trong cái khe cánh này là nó. Đây, các bạn thấy không? Nước nó vẫn chưa ngấm vào khe cánh này, cho nên chúng ta làm lông vịt chúng ta phải để ý này, cánh này. Đấy. Phải nhúng cho nó đều, không là chỗ thì chín quá mà chỗ thì chưa chín. Đấy. Trong riêng con vịt là ở cái khe cánh là rất là khó nhổ này các bạn này. Nên bởi thế chúng ta nên cho nước nó ngấm đều vào các khe cánh này.
Cái cách này là của người đồng bào dân tộc họ hay làm đấy các bạn ơi. Mỗi một vùng miền nó có một cái bí quyết rất là hay các bạn. Này, ồ, tuyệt vời này. Ôi. Và bây giờ mình sẽ ấy đó nhá. Mình vớt ra mình xả nước nhá. Đổ nước đi. Nóng đi. Rồi, bỏ cái xa điện thoại nó còn ướt điện thoại. Rồi mình nhúng cho nó nguội để mình vặt cho nó dễ nha. Rồi bây giờ mình chính thức mình vặt để mình căn xem là nó được bao nhiêu phút này nha. Rồi. Ồ, cũng dễ nhổ nó các bạn ơi. Nha. Dễ nhổ lắm các bạn. Không. Cái sột sột thì các bạn ơi. Để mình gỡ cái này, dây này. Này, ua. Nhổ phát là đi hết lông tơ rồi các bạn ơi này. Đây con này là lông tơ cũng rất nhiều đấy. Thế mà nhổ nó đi lông tơ hết đi sạch luôn này. Ồ, rất hiệu quả các bạn ạ. Cái cách này còn hay hơn là cái cách mà hôm trước mình làm cái video nhổ lông vịt mà cho rượu á. Đó. Đấy, cách này đến đâu là lông tơ đi luôn là nó này, lấy tay miết miết là đi này. Nó mềm đó các bạn ơi, mềm sụt sụt à. Đấy, thấy các bạn không? Đấy, các bạn thấy không? Cái lông tơ đi hết luôn này. Đây cái lông cánh cũng dễ này. Ừ. Đó. Không, rất đơn giản luôn này. Ừ. Để tay miết nó đi các bạn này. Đó thấy không? Tay miết đi này. Này, vừa nãy mình nhúng chưa đều mấy các bạn ơi. Đây có chỗ này nó vẫn còn ấy này, cứng này. Nóng lắm, đi ra chỗ khác chơi đi con. Đi ra. Hai đứa ra ngoài chơi đi. Hai đứa ra ngoài kia chơi đi. Ở đây miếng nước sôi. Công nhận là cái cách này rất là hay các bạn này. Này. Đấy các bạn cứ làm theo cái cách này này. Đấy, đơn giản vô cùng luôn. Con vịt này các bạn thấy không? Nó là một con vịt cũng không phải là vịt già đâu. Nếu vịt già là nó không bao giờ có cái lông con này. Đấy. Còn riêng con này là lông con cũng rất là nhiều đấy. Đấy mà mình làm mà rất là nhanh, dễ này. Đó. Còn cái loại mà ngan thì làm đơn giản đấy các bạn ơi. Nhưng mà còn riêng cái loại vịt làm nó cũng rất là khó đấy, nếu mà không biết cách.
Đó, đã gần xong rồi các bạn ơi. Đây còn tí cái trên đầu nữa này. Do con vịt này các bạn biết sao không? Nó là con vịt nó chưa được già mấy, cho nên mình và mình miết á, miết mạnh sợ nó tút ra. Đó. Đấy, nhưng mà cũng là thuộc cái diện rất dễ nhổ đấy các bạn này. Đấy, thấy không? Đây là một cái mẹo cũng rất là hay. Đấy, trong dân gian mỗi người có một cái bí quyết riêng của họ, nhưng mà nếu mà chúng ta cùng nhau chia sẻ thì là một cái kho tàng. Đấy, kho tàng kiến thức cho mọi người có thể là học hỏi. Đây cũng là một cái đời sống thực tế này. Đấy. Nhất là bây giờ heo dịch là thường người ta hay chuyển qua người ta ăn vịt các bạn ơi. Ăn vịt mà nhiều khi ở những vùng nông thôn người ta làm vịt, đôi khi người ta không phải như là thuộc ở khu vực thị trấn thì mình có thể thuê người ta làm thì rất là nhanh, nhưng mà còn khu vực nông thôn thì mình phải tự làm lấy. Mà nếu không biết cách thì con vịt làm cũng đơn giản. Đổ cái chảo đâu kìa. Mày đưa ra cái chơi đi. Đi đây, ra cái chơi. Rồi, cái chơi đi. Đó, ăn được rồi. Bây giờ mình xả nước nha. Xả nước làm rất nhanh các bạn. Xả nước nó sôi cái đông nó dính bám vào trên đấy á. Dính bám con vịt đấy. Đấy, gần xong rồi các bạn ơi, còn tí mới cái đông nhỏ nhỏ nữa là được. Rồi, lấy tay biết này. Bây giờ cái da nó nguội rồi, bây giờ chúng ta biết thoải mái. Vừa nãy thì da nó nóng, sợ biết nó tút các bạn này. Nó tút da. Bây giờ biết thoải mái. Đơn giản vô cùng các bạn ơi. Đấy. Không ngờ cái lá đu đủ này lại giải quyết cái lông vịt rất là nhanh như thế. Rất đơn giản đấy. Như chúng ta chúng ta làm bằng rượu thì cũng được, nhưng mà nó mất cái thời gian chúng ta phải ngâm tới 10 phút thôi. Còn đây là chúng ta sẽ đổ trực tiếp, chúng ta làm luôn, nó không tốn thời gian của chúng ta. Đấy.